đấy rất đẹp lắm luôn. Ai lấy comment mã 140 xem nhá. Đây cái dây xả nốt này, trên line này. Cái này là váy nhá. Váy kiểu váy sơ mi ấy. Con này thì dưới tầm khoảng 60-65 cân vẫn ok này. Đấy con này em đang xả cho các chị 80 đi. Ai lấy comment mã 80 cho em. Con này em đang xả 80k. Cho em bán sang tư đấy. Không quần nữa. Lọc chị không bán. Chưa bán. Nghe giống chị mặc thì cũng không còn nhiều đâu. Gần hết rồi. Ok sẽ lên vài con cho mọi người đẹp. Đấy má này của Yon. Nhưng mà như bạn này mua hàng nhà mình rồi đúng không? Đây rồi cho mọi người xem nhá. Hôm nay công tác hơi sáng nhỉ. Này, áo đẹp này. Đẹp quá các bạn ơi. Ai lấy comment mã rèn nhá. 65k một cái. Đây em mong Togi. Togi cũng được, cái này mặc với chân váy đẹp lắm. Mã rèn nhá. 65.000. Có ra. Ai nhớ bạn rồi. Đây chất giống cái áo bên trong em mặc ý. Mặc với mấy cái quần này này. Xinh lắm các bà ơi. Ôi. Có chị áo lấy không để em còn lấy em mặc. Nếu không lấy em lấy con này em mặc. Ai lấy các bên mã gen nhá. Gen tí cô nương lấy thêm à. Ok con này để cho tí nhá. Đây thêm con này nữa đây. Đấy chất giống hệt áo em đang mặc luôn nhá. Ai lấy cái này comment cho em mã be đi. Be nhá. 65k một cái. Bộ thế này. Có cả màu đen nhá. Bộ này em cũng sẽ xả lỗ cho mọi người nhá. Chị có áo da đồng thì chị lấy áo da cho. Bộ này cũng xả lỗ cho mọi người. Quần này. Ok, sẽ học đợi chị đi. Quần này. Cái này của Lua Victor. Có cả màu đen. Đây cái set này hôm nay xả luôn 89.000. Lô 4 luôn. Đấy ai lấy comment cho em set nhá. 89k. Có cả đen này. Số 2 cân có vừa em ạ. 89.000 còn bình thường là 160 nhá mọi người nhá.